vị và các bạn đang đến với nhật ký SEA Games ngày 3 tháng 12 của báo điện tử bóng đá. Trước tiên chúng ta cùng đến với thông tin cập nhật trận đấu giữa U22 Lào và U22 Thái Lan. Muốn giành vé vào bán kết thì U22 Thái Lan buộc phải thắng tất cả các đối thủ còn lại của bảng B, bao gồm U22 Lào và U22 Việt Nam. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Nishino đã có một trận đấu rất chật vật trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là U22 Lào. Với tâm lý tự tin thoải mái, U22 Lào nhập cuộc đầy chủ động trước U22 Thái Lan. Thái Lan kiên trì với bài tấn công biên nhưng không phát huy hiệu quả trong hiệp 1. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. U22 Thái Lan tiếp tục dồn ép U22 Lào ở trong hiệp 2 và phải chờ đến phút thứ 90 mới có bàn thắng mở tỷ số của Suphanat. Phút 90+4, Suphanat lập cú đúp kết liễu U22 Lào. Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-0 dành cho thầy trò huấn luyện viên Nishino. Với kết quả này, U22 Thái Lan vẫn đang cạnh tranh quyết liệt với U22 Việt Nam và U22 Indonesia trong cuộc chiến giành vé vào bán kết SEA Games năm nay. Ở lượt trận cuối vòng bảng lúc 15 giờ chiều ngày 5 tháng 12, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ đối đầu nhau trên sân Binyan. Vào lúc 19 giờ tối nay sẽ diễn ra hai trận đấu U22 Việt Nam chạm trán U22 Singapore, trong khi U22 Indonesia đối đầu U22 Brunei. Chúng tôi sẽ gửi tới các bạn những thông tin nóng sau trận vào lúc 8 giờ ngày mai trong chương trình tin nhanh SEA Games. Chuyển sang những môn thể thao khác, có thể nói hôm nay là một ngày thi đấu thành công của ủ xu khi các võ sĩ của chúng ta đã mang về 3 tấm huy chương vàng. Trong buổi sáng, Phạm Quốc Khánh là người giải cơn khát vàng cho ủ xu Việt Nam tại SEA Games 30 khi anh đạt 9,65 điểm ở nội dung chung kết nam quyền nam. Vào buổi chiều, Nguyễn Thị Trang giành huy chương vàng nội dung tán thủ hạ 65kg nữ sau khi vượt qua đối thủ người Thái Lan Suchaya với tỷ số 2-0 trong trận chung kết. Bùi Trường Giang tiếp tục giúp đội ủ xu có chiếc huy chương vàng thứ 3 trong ngày khi thắng võ sĩ chủ nhà Fred Badua Gideon 2-0 trong trận chung kết. Ngoài 3 chiếc huy chương vàng trong ngày hôm nay, ủ xu còn có thêm 2 huy chương bạc của Trần Thị Minh Huyền ở nội dung thái cực kiếm và Nguyễn Thị Trinh ở nội dung tán thủ nữ hạng 48kg. Với một vận động viên đã học cùng rất là lâu năm rồi, quá những cái tất cả những thành tích dù là vàng bạc hay là đồng, tích nhỏ nhất về tâm cuối của sự nghiệp đều rất là cố gắng. Ngoài tinh thần và sức khỏe, gia đình mình rất là hy sinh rất nhiều để đạt được. Ngoài ủ xu thì cử tạ cũng đóng góp thêm 2 tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam ở các hạng cân 59 và 64kg nữ của Hoàng Thị Duyên và Phạm Thị Hồng Thanh. Ở hạng cân 59kg, đô cử Hoàng Thị Duyên thành công qua 3 lần cử đẩy với các mức tạ 105, 110 và 115kg. Cộng với thành tích cử giật tốt nhất trước đó là 95kg, Hoàng Thị Duyên đoạt huy chương vàng với thành tích tổng cử là 210kg. Chương vàng giúp em rất vui mừng vì sau bao ngày tháng tập luyện, cả thái được cái sự thành quả mà mang một huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam ạ. Em muốn chia sẻ rằng là con cảm ơn bố mẹ đã ủng hộ, đã tin tưởng con và đồng hành cùng con chặng đường dài. Con chỉ biết giờ con cảm ơn mẹ nhiều ạ. Tiếp đó ở hạng 64kg nữ, sau khi có phần thi cử đẩy ấn tượng, đô cử 20 tuổi Phạm Thị Hồng Thanh bứt phá ở nội dung cử đẩy từ 107 lên 124kg và thành công. Cô đạt tổng cử 214kg, cử giật là 90kg và cử đẩy 124kg, hơn vận động viên chủ nhà xếp sau đúng 1kg và giành huy chương vàng. Ngoài 2 huy chương vàng kể trên, ở hạng cân 67kg nam, Đinh Xuân Hoàng cũng mang về tấm huy chương bạc cho môn cử tạ. Từ trước đến nay em đã tham gia rất nhiều cuộc thi, nhưng SEA Games thì đây là lần đầu tiên của em và em rất là hồi hộp. Đến lúc lên sàn em vẫn lo lắng nhưng mà em đã cố gắng hết sức mình để không phụ lòng kỳ vọng của ban lãnh đạo, huấn luyện viên và mọi người hâm mộ đã luôn tin tưởng và yêu quý em ạ. Tin vui tiếp tục đến với đoàn thể thao Việt Nam khi ở môn võ gậy Anis ở nội dung biểu diễn nam không nhạc. Đỗ Đức Chí có màn biểu diễn xuất sắc đạt số điểm 9,72 và vượt qua đối thủ chủ nhà giành thêm một huy chương vàng. Đây là huy chương vàng thứ 4 của võ gậy tại SEA Games 30. Sau đó, Vũ Thành An giành huy chương vàng nội dung kiếm chém nam của môn đấu kiếm sau khi vượt qua vận động viên chủ nhà Christian trong trận chung kết với tỷ số 15-13. Như vậy, tính đến 18 giờ hôm nay với 7 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 6 huy chương đồng có được trong ngày hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 22 huy chương vàng, 26 huy chương bạc và 25 huy chương đồng. Siêu bão Kamuri đang đổ bộ vào Philippines, chính vì vậy mà ban tổ chức SEA Games đã tạm hoãn một số môn thi đấu ngoài trời được tổ chức ở Vịnh Subic, thủ đô Manila và miền Nam đảo Luzon.
Lẽ ra môn canoeing sẽ bước vào tranh tài trong ngày hôm nay tại Vịnh Subic nhưng đã bị ban tổ chức hoãn lại do ảnh hưởng của siêu bão và đang chờ thông báo sau. Sau đó đến lượt môn skateboarding ở miền nam đảo Luzon cũng cùng chung số phận. Kế đến môn quần vợt ở Manila cũng tạm hoãn vì mưa lớn. Ngoài ra lịch tập luyện và thi đấu của các môn bóng chuyền bãi biển, bơi việt giã, lướt ván, rowing, thuyền buồm cũng bị ảnh hưởng. Do ảnh hưởng của bão Kamuri nên U22 Lào đã phải thủy chiến với U22 Thái Lan. Tuy nhiên ấn tượng hơn cả là hình ảnh các cầu thủ dự bị của U22 Lào mặc áo mưa khởi động để chống bão. Do phóng viên Tú Phạm của báo bóng đá ghi lại, đó cũng là khoảnh khắc khép lại cho nhật ký SEA Games ngày hôm nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 8 giờ sáng mai trong chương trình Tin Nhanh SEA Games với những thông tin cập nhật sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore cũng như những thông tin nóng hổi của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.